sao mình nhớ 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 thùng bia. Cái này tháng đó, tháng mà ơn tuần này có tiền đó rồi. Em được cái hai tờ 20 ngày rồi đó. Còn 7 triệu rồi. Được. 20 ngày 7 triệu hả? Như nó hơn cũng 300 ngàn đi ăn sản phẩm, làm sản phẩm chứ không phải là tính ngày. Ngày được 300 hả? Vô trời chơi với cái nó rồi. Mấy người kia rủ nhậu kìa. Nhậu đâu? Nè. Mê cái vồ. Tại vì ngoài ngoài cháo chỗ ông gì quên nữa, ông kêu quên á. Đi vô nhà thế nào mày tao vô mày gánh gánh thế nào mày gánh gánh đi vô nhà, nhậu với mày coi. Ăn cái vồ nha. Thôi thì vô xuống vô đi. Vô cái chở cái điện tháo vô. Rồi thì vô chạy. Nhậu với dì cháu ở nhà chú Sáu cũng sợ á. Sao vậy? Đi làm rồi nó than thôi có đâu, không có nhiều đâu, từng nó lãnh từng không à. Rồi vô ca mẹ nó cho khỏe. Thời gian nó cũng có nghỉ. Cái em đâu có làm đâu. Yoga cho khỏe. Ở ngoài mà mệt cái nói mà cũng khỏe là mày ơi. Con không thấy con không khỏe đâu. Thấy ở ngoài khỏe là lúc không khỏe thiệt. Nhưng mà khỏe xin vô. Nó bơi ở đâu không? Chúng nó bơi tới đâu không? Bơi tới vô trong kia á, đậu trong kia á. Nó tài nữa luôn. Ở đậu mẹ đậu cái này không chịu đậu, nghe cái dừa không chịu. Nãy giờ mình chưa hết bầy vịt nữa trời. Quá đông rồi các bạn ơi. Bầy vịt này cỡ ngàn con á. Giờ bơi lại cho bảy ơi. Bơi đi. Bây giờ mình quay gần 4 phút mà chưa hết bầy vịt này nữa các bạn. Nó khủng khiếp bầy vịt này luôn rồi. Ngưng rồi, nó chạy ngưng rồi. Máy ngưng rồi. Nó ngưng đi ca rồi hả? Dạ. Ngưng đi ca rồi không có đi chánh sao? Mời con còn chưa hết bầy vịt nữa. Còn cỡ phân nửa rất là nhiều. Nó đầy rồi, nó nghỉ rồi hả? Dạ. Hai tuần chưa? Hai tuần rồi chú Bảy ơi. Nó chạy nó tới 10 ngày à. Vậy hả? Dạ, 10 ngày là nghỉ đó. Quay nhanh quá. Wow, quá trời cái bài dịch này luôn rồi. Rồi bơi đại quá đi. Bơi đại đi, móc đại quá. Dịch này mấy ngàn con mà. Hết có biết. 2 ngàn. 2 ngàn con. Nãy giờ quay 5-6 phút mà chưa hết nữa. Đi đếm được mà. Trẻ mà. Hết đi biết luôn. Dạ. Đếm được. Rồi có cái mày. Wow. Rồi.
Rồi bẫy lên, bẫy lên. Cái này gì đếm được đó. Hết biết rồi. Nó bị dịch này 2.000 con đó. Để mình hỏi chủ nha. Nhiều con dữ vậy? Hết chứ có biết à. Thả ruộng hay vậy? Rồi rồi rồi. Rồi, kết thúc video tại đây nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.